Xin chào cả nhà đã đến với kênh của cô Mai. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và mạnh khỏe nhé. Chia sẻ với cả nhà thì hôm nay mình làm món ớt xào lăn. Ớt xào lăn thì mình mua 800 gram ớt đã làm sạch sẽ. Mình cũng đã rửa với nước muối và rượu. Tại vì nó sẽ không còn cái mùi tanh của ớt. Đó, những con ớt mình đã làm sạch rồi đó cả nhà. Ở đây thì ớt xào lăn thì mình có nước dừa nè. Nước dừa, củ hành với lại tỏi mình đã băm nhuyễn. Nấm mèo, nấm đông cô và một chút bún tàu. Tại vì món này mình để ăn bánh mì, mình thử mình để một chút bún tàu thôi nha cả nhà. Củ hành ôm thì mình để trên mặt chỉ ớt, còn có kari nè, bột nghệ nè, đậu phộng, để cho cái độ sền sệt. Mình chấm bánh mì thì mình để chút xíu bột năng khi gần bắt xuống nha cả nhà. Mình nêm nước mắm nè, đường, bột nêm và muối, vì trong bột nêm cũng có độ ngọt, thì thử mình không xài bột ngọt nha cả nhà. Rồi bây giờ xin cả nhà theo dõi mình làm nhé. Xài cái dao không được, xài kéo của nó tiện hơn. Mình cho phân nữa. Còn cái này đi, lúc hồi mình xào mình sẽ để vô. Một muỗng cà phê, cái bọc kari này là được 2 muỗng cà phê, mình để một phân nửa là một muỗng. Một muỗng hạt nêm cà no. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê nước mắm. Mình để cả nửa tiếng cho nó thấm nha cả nhà. Nấm này mình sắc làm 3 thôi. Còn củ hành này thì mình cắt muối cao này cả nhà. Hai thứ nấm với mà bún tàu mình cũng cắt xong hết rồi đó. Bỏ tỏi với hành vô xào nha. Xong mình cho sả cầm luôn. Thơm quá cả nhà ơi. Mình để sả cộng gì nè, nó không có lợn cộng cái sả. Ở nhà có ít ăn á, mình thử nhiều khi chan cái nước á. Thịt ớt này mà mình làm gì nè, mình ăn rất là ngon cả nhà, nó dai ngon lắm. Mình để thêm một con chút bột nghệ. Nó vừa đẹp, nó vừa đẹp cái đồ ăn của mình. Chút ra đi cái phần còn lại hồi nãy đó cả nhà. Nên chút còn no. Đường. Cái bánh căn là mình để nước dừa vô.
đi cô. Bún tàu thì cái hồi mình chín mình mới để vô. Để cái cốt vừa nổi. Bây giờ mình để lửa ghiêu ghiêu. Ghiêu ghiêu cho nó thấm nha. Mình hồi nãy mình có một bằng một miếng nước dảo đó, giờ mình thêm miếng nước dảo này vô. Một chút thì mình cho củ hành vô. Sắp xong rồi đó phải không? Sắp ăn rồi đó. Thơm quá, tới bụng rồi. Chút mình cho bột miếng vô nữa là được rồi đó. Cho chút xíu bột năng nha cả nhà. Cái nước nó sạch sạch. Chia sẻ với cả nhà là món ếch xào lăn thì làm cũng đơn giản thôi, ăn với bánh mì. Thì thôi bây giờ mình xin mời cả nhà mình nghe. Cả nhà nha. Xin mời cả nhà mình. Tay luôn. Cô với hành tây bún tàu mỗi cái nó một cái vị riêng của nó hoàn thiện với nước cốt dừa nó ăn bánh mì khỏi gì bằng. Ếch mùa này nó cũng còn hiếm tại vì mới mưa xuống à. Em mua cái mớ này là mớ lớn á, gần hồi cái chỉ đổ ra mấy con nhảy cốc 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 cười chết, nhỏ không à. Em mới chưa hết lớn, chưa có hết lớn. Quá ngon rồi bạn, quá dở quá ngon quá. Là ăn tắt bên đường về luôn á. Nắm bông cô cái dẻo, cái nước chấm thì là béo, rồi nước cái nấm mèo thì nó dần dần sực sực ha. Đúng rồi, phải có ngọt, cái này ngọt ôm ha, ngọt ôm bón ít xào lăn là phải có ngọt ôm. Hồi đó mới làm mình mới biết. Ở nhà cũng hay ăn ếch xào lăn, cái đi nhà hàng mua. Hồi xưa ở trong quê, ở dưới thị xã Sóc Trăng thì nhà hàng cũng nhỏ thôi chứ không phải như ở trên thành phố.
làm cái mình vô bếp mình đứng coi á. Ủi tiên một mà. Tối ngày tại bếp tập nghề quá. Tại vì mối quen vô không có bị phiền hà gì hết trơn á. Cái nhà hàng đó người Tàu. Nhưng mà làm món này ngon lắm. Mình vô bếp mình coi. Rồi thấy cũng làm vừa, cái này làm kiểu truyền thống hồi đó luôn đó. Cũng làm nước dừa nè, để nước dừa hết thì còn sống luôn. Sống thì người ta lột da lột nữa người ta làm. Nhưng mà con ngồi con lấy bự bự bự. Cái đùi chà bá lửa luôn. Chỉ hồi xưa thì... Cái đùi chà bá lửa luôn. Phải nói luôn. Bự lắm. Chứ không phải là ít tẻo tẻo như bây giờ. Bây giờ chúng một ăn tới mà khi mà tới mùa mưa dầm phải không anh? Mưa dầm mới là có ếch nữa ha. Không, bây giờ cũng có ếch vuông nhưng mà nó nhưng mà ngon. Ếch này không phải ếch vuông. Ếch này là ếch vuông, bởi vì có con nhỏ con lớn, con ếch nhỏ con lớn, nó dai nó dẻo ngon. Còn ếch vuông thì nó đều chân à, con nào ra con nấy đều vậy đó. Nhưng mình mua ở đây, những đây mình mua ếch vuông mà vậy cũng ngon phải không ha. Dạ, ếch vuông nó rất là mừng. Đã bắt cái chơi lâu lâu mới lọt được con hả? Còn ếch nuôi thì thiếu gì? Nhưng mà ếch nuôi chắc ăn nó bở hơn ha. Cũng không bở được đâu, nhưng mà nó không ngọt bằng. Không được, ngon, béo. Hồi nãy mình làm cái mình vắt nước dừa, mình mua dừa tươi, dừa nạo á. Mình vắt nước dừa xong rồi mình sợ nó thiếu nước, mình để vắt thêm mấy nước giảo để súp cua đó. Thật là hết chân mẹ rồi. Ngon quá. Mình tiếp ăn cục đó. Sẵn sàng. Sẵn sàng. Không từ chối, ngon quá không từ chối. Chúc cả nhà mình ngày mới vui vẻ nghe. Và cũng đừng quên coi của clip của cô Mai. Và xin đăng ký like nếu mà yêu thích nghe. Xin chào.